Mời các bác anh em tham quan sân vườn nhà anh An. Rất nhiều những tác phẩm đẹp, đẳng cấp được anh An cho về vườn. Liên tục mới và liên tục có những chương trình hay, ưu đãi. Giới thiệu với các bác, đây là một cây sanh Nam Niên ạ. Cây sanh Nam Niên được làm rất là kỹ ạ. Cây này trước năm ở trên bờ viên đá thì trong mùa về cháu phá đá, xong cháu hạ thấp xuống để cho nó hợp với cái thời bây giờ. Còn nó ngày trước nó cao lắm chú ạ. Bây giờ hiện tại cháu thấy nó gần núi rồi. Chiều cao cây nó chỉ là 62 thôi. Tán ngang là 85 ạ. Khoanh thon nơi nhỏ nhất là 51 thì phải. Cháu đã ở chỗ eo nhỏ nhá. À, 53 này, 54 này chú ơi. Đó là cái chỗ nhỏ nhót đấy. Con ở dưới nó to lắm. Mà chú nhìn cái rễ này. Đấy, tức là cháu vừa mới thấy trộm rồi. Để ba cho nó đẹp thì cháu dùng bằng dính cho dán lại để cho cười nó khỏi cựa. 5-7 hôm nữa thì cháu nghĩ là ok, ổn. Còn về cái chi dầm này, chú nhìn này, nó làm rất là cẩn thận, cắt giật từng đoạn. Này cho nó cái cổ ngọn nó làm nhá, dính giá dính rất này. Đấy. Cái sanh rất là già cây, bông răm được làm kỹ. Cái cây này nó ra thì nó chỉ cần phun nước vào cái này. Cái thực chất là nó chưa phun nước nó màu vàng là đẹp rồi, yeah. Phun nước lên thì lại càng nổi. Và cái cây sanh ấy thì mình chỉ cần muốn biết dài nó chỉ cần phun vào thòn thôi. Còn cái giống cây nào ấy thì nó rất là sành, còn cây dài thì càng phun ấy nó già càng nổi màu đồng, càng bạc thì ánh lên. Cháu xin báo giá là 12 triệu. 52 triệu tác phẩm sanh này các bác nhé. Tiếp theo là một cây ngô này. Đây là một cây ngô quái chú ạ. Cây ngô đây có là ngô quả chú nhá. Rồi nó nhiều quả lắm. Tức là nó sẽ đậu nhiều quả. Nhưng mà cháu hôm trước trong mùa ấy, thì nó ở cái chỗ rất là to, cháu vừa vào cái chỗ nhỏ này nên cháu cắt bớt quả. Chú xem cái này ngô nó nụ cục này. Đấy. Bộ tán nó tự nhiên, tổng dáng đẹp. Chiều cao 55 ạ. Tán ngang 100 ạ. Hoành cái chỗ thòn đây là 38 ạ. Hai cây thôi thì hai mặt đều đẹp ạ. Nói chung là mặt nào cũng chơi được. Cháu xin báo giá là 26 triệu. 26 triệu tác phẩm ngô này các bác nhé. Đây là một cây hối nếp ạ. Chú quay thấp ống kính xuống giúp cháu bởi vì cái này nó làm dễ này. Làm bằng tay cành ấy. Tay cành cắt giật nó như sanh luôn. Tuy cây thì nhỏ thôi nhưng mà cái lá của nó dài nhỉ. Và cái lá này nó dai, còn trước ấy nếu mà mình hám ấy nó như vậy là chú này. Cháu anh nhìn cắt mở nhưng mà cứ để đấy. Chiều cao 50, tán ngang 70, hoành thon là 16. Cháu báo giá là 11 triệu ạ. 11 triệu cây vối này nhá. Cây vối này nó thích hợp với bác nào ở thành phố ấy. Có khách đến vặt vài lá ra hám làm trà luôn thì còn nước nó thơm. Mai chiếu thủy này. Đây là một cây mai chiếu thủy lá trùng ạ. Cái này đấy cháu cũng vừa vặt lá và nó đang cho ra những cái lá mới này, lá mới này. Thì theo dự tính của cháu ấy, chắc khoảng độ chục ngày nữa thì là sẽ nhiều hòa lắm chú ạ. Thì cháu xin báo kích thước nhá. Cao 50 này, ngang 65, khoanh tròn là 32 ạ. Cháu xin báo giá là 22 triệu. 22 triệu tác phẩm mai chiếu thủy này. Nguyệt quế này. Đó là một phần nguyệt quế đá sẵn mồng chùm ạ. Ở những video trước ấy, cháu quay nhưng mà không cắt tỉa nên là không ai nhìn thấy gì. Thì hôm nay cháu cũng đến cái kỳ cắt tỉa đó, thì cháu cắt cái. Thực ra có thể là vào một cái chậu nhỏ để chơi rồi, nhưng mà cháu cũng lười quá, cũng ra phải vào chậu. Khoanh thân là 48 chú ạ. Chiều cao là 65 ạ. Tán ngang là 95 ạ. Cháu xin báo giá là 30 triệu. 30 triệu cây. Mà cháu xin giảm giá 2 triệu là 28 triệu. Tại vì cháu báo 30 triệu là cách đây 1 tháng rưỡi rồi. Hôm nay cháu giảm xuống 28 triệu để mà chỉ cần khách hàng ạ. 30 triệu giảm giá còn 28 triệu các bác nhá. Bác xem kỹ cái này nhá. Cho đấy ở đó đây 24 giờ ạ. Hoành thì lớn ạ. Cái này vào chậu nhỏ lại này trời rất là đẹp. Rồi mấy cái hoành và cái chiều cao này nó là một cái lùn lực thời bây giờ rồi chú ạ. Cây lùn lực, côn cây. Nhìn chiều nào cũng đẹp. Si này. Vâng, đấy là một cây si da báo ạ. Tên của nó cũng là si Đài Loan và si bồng ạ. Ưu điểm của loài này thì cháu thấy nó rất là nhiều quả chú ạ. Cây nơi thì được cái lùn lực. Bác xem kỹ này. Chân đế đẹp này. Thân xù xì méo mó này. Tay cành rất là lực. Và điều quan trọng là tổng dáng của nó nhìn đẹp, ấm tán tự nhiên. Thế là bác nào mà có cái nghề có thể thu ra lại bóng nó nhỏ một chút cũng đẹp. Nhìn rất là mát mắt. Chú nhìn cái hoa đó đây, quả đó đây. Cành nào đó có quả. Quả nhỏ rất là nhiều nhá. Thì cháu xin báo kích thước là chiều cao. Chiều cao là 62 ạ. Thắn ngang 100, khoanh thân là 46 ạ. Cháu xin báo giá là 11 triệu ạ. 11 triệu cây si này. Ồ, cái giá rất là hợp lý. Quá hợp lý luôn. Cái thời này nó làm theo phàm như kiểu nước ngoài đấy chú ạ. Nó làm đẹp lắm. Xem này. Bệ rễ trải rất là đẹp này. Một cây tương đối mịn. Đẹp như này. Mà giá thì rất là dễ chịu. Và si Đài Loan thì sức sống của nó rất là khỏe các bác nhá. Nó có nguồn gốc từ Đài Loan nhưng mà về Việt Nam thì nó đã thuần hóa được nhiều năm rồi. Sức sống của nó rất là tuyệt vời. Đây là cây dành dành này. Một tác phẩm mà dành dành lùn chạy dài rất là hay này. Cháu đặt tên tác phẩm là Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành. Kiếm được cái cây gốc nó dài này cũng khó lắm. Rồi nơi thì hoa của nó thơm nứt mũi. Cao 40 thôi. Ngang là 100 ạ. Hoa đây chú ơi. Thực ra là nó còn nó vừa nở rất là nhiều hoa. Xem một kỹ này. Thân của nó rất là đẹp. Mà chính cái mặt này là mặt sau của nó đẹp hơn nhiều chú ạ. Mà nó nặng quá. Rồi bác nào mà yêu thích ấy thì cứ alo cháu cho gửi video cho nhá. Tổng giá đẹp. Nếu mà anh em nào mà bác nào mà xem kỹ thì anh An sẽ quay kỹ hơn cả hai chiều. Cháu xin báo giá là 23 triệu. 23 triệu tác phẩm dành dành này nhá. Ai mà chơi dành dành rồi thì mới biết là cái dành dành để mà làm được những cái bộ sản phẩm mà lâu lắm, nó lâu lắm. Dành dành là một cây chơi phong thủy cũng khá là hay, có của để dành. Tiếp theo là một cây mai chiếu thủy, lùn lực. Đây là một cây mai lá lớn chứ ạ. Nó là dòng lù ra đèn. Nó là dòng lù ra đèn. Chân đế này. Có trải ra này. Các cây nơi thì đấy, hóa rồi. Mới đầu nhìn lá nó tròn người ta cứ bảo không phải mai chiếu thủy. Cái lá này hay nhỉ, nó tròn tròn. Nụ khá là nhiều nhé. Cháu xin báo kích thước nha. Chiều đây của nó 75 mẹ chú ơi. Chiều cao là 18.810 ạ. Cháu xin báo giá là 21 triệu. 21 triệu tác phẩm mai chiếu thủy này. Giảm giá 1 triệu so với lần trước ạ. Lần trước cháu báo 22 triệu. Giảm giá 1 triệu so với lần trước nha. Cái cần thăng ạ. Cần thăng này. Cái cần thăng ngoài có kích thước chiều cao là 610 ạ. Tán ngang là 95 ạ. Hoành thờn là 34 ạ. Cháu xin báo giá là 15 triệu. Nó giảm 1 triệu so với lần trước 16. 15 triệu. So với lần trước đã được giảm 1 triệu. Cái này bông răm cũng ổn. Cũng không phải làm thêm gì nữa. Thì sẵn trừ rồi ạ. Thân thì rất là già, xù xì. Tổng dáng là đẹp. Hai mặt đều đẹp ạ. Đây là cây mộc. Vâng, đây là một cái mộc hương ta của mình ạ. Cái mộc hiện tại thì... Đây là những cái chùm hoa của nó này, đã héo rồi này. Cái mộc này thơm lắm. Nhưng mà hiện tại nó vừa nửa xong một đợt hoa chứ các bạn. Hoành chú xài 38 này. Okay. Chiều cao 1m, tán ngang 1m ạ. Nó xin báo giá 25 triệu. 25 triệu tác phẩm mộc này các bác nhá. À, chậu rồi phải nói tán giá khoảng 3 triệu ạ. Tổng giá 1 thì cái cây này nó cũng gọi là ít là cắt mở chú ạ. Bình thường mà nó gốc vào này mà để tán thiên nhiên đấy thì giá chỉ nó cao. Vừa thù nó thấp xuống rồi này nè. Ít người thù lắm. Bác xem thêm mấy khế nhá. Tổng dáng của nó này. Tán tự nhiên đẹp. Cái khế này cháu đã đặt cách đây 1 tháng trước ấy, thì là nó không có một cái lá nào để mà khoe cái bộ râm của nó. Thì hôm nay lá nẻ rồi. Nhìn xa xa thôi, bữa mình nhìn tổng thể đấy, cây đang có nhiều quả giống này. Quả này. Và rất là nhiều hòa nha chú nha. Rồi chú xem những cái chùm hòa này. Hoa của nó đây. Nói chung là nhiều hoa, nhiều quả. Và đây là một cái khế chùa. Cái khế chùa này, kích thước của nó là chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 1m rưỡi ạ. Hoành thon ở đây là 65 ạ. Bệ đế trải đều khắp mặt chậu. Cái bệnh rễ rất là đẹp này. Trải rất là hay này. Nói chung là cây này, nó bệ đế nó trải kín mặt chậu. Cháu xin báo giá là cháu xin giảm giá xuống 4 triệu là 28 triệu ạ. Cháu xin báo giá 28 triệu. Cây này được giảm 4 triệu còn 28 triệu các bác nhá. Mai chiếu thủy này. Đây là một cây mai chiếu thủy du cồn ạ. Nụ và hoa của nó này. Thực ra thì cái cây nơi là nó tổng thể là rất là đẹp ạ. Chỉ chỗ đời qua cái chiều cao này. Chiều cao là 80. Tán ngang là cũng là 80 ạ. Hoành thờn là 26 ạ. chú nhìn cái nụ trần nụ này nó đẹp. Trần đế này, nụ kín thân này, và cái cổ của nó lắp cũng hay này, tán cũng tương đối mịn. Nói chung là cháu xin báo giá ở đây là 10.500.000. 10.500.000 cây này các bác nhá. Đây là cây hoa dâm bụt. Đây là một cây dâm bụt màu hồng ạ. Đấy là hoa của nó này. Hoa đó phải ngày mai mới nở. Nhưng mà đó là dâm bụt cánh kép nhá. Cây này kép. Hoa nở đẹp lắm. Độ của nó này. Nước phải cái thon à, gốc to nhỉ, thân to nhỉ. Cháu đưa qua cái thon nữa nhá. Thôi thì cháu cứ đọc thôi là nó vướng lắm. Thon đó, thon hoành tổ và 65 này chú ơi. Chiều cao ấy, khoảng 55 ạ. Tán ngang này 1m3 chú ạ. Cây dâm bụt rồi thì so với cây dâm bụt thì cái vành thon này là lớn đấy chú ạ. Cây này cũng luôn lực nhỉ. Vâng. Tán cũng ổn, chỉ phải chơi. Thực ra là cháu định thu lên một chút, thế nhưng mà cháu nghĩ một cây hòa ấy, thì bóng rộng để mà mình chơi hòa cũng hay, nên cháu không thu nữa. Còn thì theo ý kiến cháu ơi, có thể mình có thể thu thêm một chút cho nó gọn thêm một tí nữa. Thì nhìn nó đó, nhưng mà khi mà nở hoa ấy, thì càng rộng bao nhiêu cái hoa càng nhiều đúng không ạ? Nhìn thì quá đã luôn. Wow. Cái này già lắm rồi. Cháu xin báo giá là 25 triệu. 25 triệu tác phẩm dâm bụt này các bác nha. Nó có một chút những cái lũa ở đằng sau rồi.